Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kho mắm chay, mắm kho cà. Và đây là nguyên liệu chuẩn bị để kho mắm, gồm có cà tím, và mắm chay. Mắm làm từ đậu nành đó nha các bạn. Chuẩn bị hành, ba tép tỏi, với tỏi thì mình có thể khử chung với nhau cùng một lượt. Rồi chuẩn bị một cái chảo, mình cho một ít dầu vào. Cái món mắm chay này cho tỏi hành vào. Chứ cái món mắm chay này thì các bạn sau khi kho xong thì các bạn sẽ cùng ăn với món gỏi, đậu rồng, nói chung là các loại rau. Mình có thể ăn cùng với các loại rau được hết. Ở đây thì mình đang chuẩn bị một thao gỏi để chuẩn bị ăn mắm. Gỏi của mình gồm có bắp chuối, hột, dưa leo, cà rốt và rau nhút. Mình sẽ trộn các thứ này lại, mình sẽ có một thao gỏi rất là ngon. Mình cũng muốn để một chút bông điên điển nữa. Gắp một chút ít thịt nêm vô. Đường ít thôi tùy thích, không nên để nhiều quá. Nếu ai đó thích thôi thì cũng nên để nhiều cũng được. Mình có người thích gỏi chua chua ngọt ngọt, một ít bột ngọt. Xong giấm, đây là chuẩn bị cái món gỏi, một chút mình ăn với mắm nha. Rồi tỏi với hành đã sôi lên, vàng rồi mình cho mắm vô, mình cho mắm chay vô, mình sẽ xào cùng với dầu, hành, tỏi khoảng chừng 2 phút. Mắm thì mình sẽ xào ở trong dầu với tỏi với hành khoảng 2 phút. Tiếp tục là sẽ nêm một miếng đường. Mắm mình nêm hơi nhiều đường cũng được nha, tại vì mắm nó mặn sẵn rồi, không cần nêm muối, chỉ đường với bột ngọt là được.
Đợi cho 2 phút cho mắm nó thơm lên. Nó bốc mùi nó thơm lên. Bắt đầu tiếp tục mình sẽ cho cà tím vô. Cho vào khoảng 2 tô nước. Sau đó mình sẽ thoa cà cùng với tàu hũ hoặc nấm hoặc tàu hũ cộng. Thì mình thích thoa cái gì đó. Và gỏi này thì mình sẽ trộn lên cho đều. Trộn đều lên cho nó thấm gia vị. Thấm gia vị vừa ăn. Món gỏi để ăn cùng với mắm. Tùy thích mình sẽ trộn với cái gì. Cái này mình sẽ trộn với chả hạt sen hoặc là tàu hũ chiên, tàu hũ tươi chiên giòn lên cũng được. Anh đi mua đậu hũ. Trộn cho nó đều lên cho nó thấm. Xong. Cho một ít sa tế. Và mắm nó sôi lên rồi chuẩn bị cà chuẩn bị chín. Sa tế vô cho nó có hơi cay chút ngon. Cắt chút hành lá vô. Cho nó thơm. Hạ lửa thấp xuống. Cái lửa riu riu cho cà nó mọc nó chín. Chín rượu ngon. Cà tím chín, càng chín trong mắm càng ngon. Không sao hết. Như vậy thì cà tím đã chín. Mình sẽ múc ra tô. Trong mắm này là gồm có cà tím, nấm rơm. Mình có thể chiên đậu hũ cho nó giòn rồi mình rải lên trên mặt cũng ngon. Nhưng mà trong đây thì nó có sẵn là cà tím và nấm. Xong. Như vậy là mình đã hoàn thành món mắm chay. Ăn kèm với một dĩa gỏi chay rất là ngon. Đây là thực phẩm tinh khiết, an toàn cho sức khỏe. Các bạn hãy ăn chay đi, cố lên, chế biến đa dạng thực phẩm để mà ăn chay cho bền bỉ hơn trong tương lai.